chuyện ngôn tình, anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Thi. Tập 29. Chương 69. Hôm nay anh kỳ quái, tuy phần lớn thời gian đều trong trạng thái làm việc, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi nhìn cô, ánh mắt liền thẳng tắp, mềm mại. Sao vậy? Em có nhớ sau khi say đã nói gì không? Cô im lặng. Xem ra không nhớ. Không nhớ thì bỏ đi. Trình ca nói, em không say. Chỉ là khi đó em rất muốn nói cho anh biết, Bành Dã, em không giống Trác Mã. Cho nên Bành Dã, đừng sợ, anh cứ làm chuyện anh muốn làm, đừng sợ, em không đi. Em rất muốn nói cho anh biết, nhưng lại không có lý do mở miệng, cũng tốt. Em nói rồi, anh cũng đã hiểu. Trình ca dựa bên cửa sổ sau hút thuốc, áo chống đạn kia ép đến mức cô không thoải mái lắm. Ở đằng trước, Ti Phi nói chuyện phím với Đạt Ngọa, hỏi. Mùa này người săn trộm nhiều không? Mùa này ít một chút, tháng 5, 6, 7, lúc Trình ca tới thì nhiều. Mấy năm nay người chú ý tới việc bảo vệ động vật trong xã hội ngày càng nhiều. Các cô làm việc thuận lợi hơn trước đây, phải không? Đúng vậy. Đạt Ngọa nói. Có điều người quan tâm tới ngà voi châu Phi và cá mập, cá voi nhiều hơn. Người quan tâm tới Linh Dương ít một chút, nhưng tình hình tổng thể tốt hơn thời anh cả Đức Cát nhiều. Bắt chặt, rất nhiều nhóm săn bắt trộm làm một, hai lần là không làm nữa. Nhóm phát triển thành quy mô cũng chỉ có cáo đen mà thôi. Bây giờ cáo đen bị truy nã. Đúng. Đạt Ngọa thấy Tiết Phi đang ghi chép, thân thiết nói nhiều hơn. Hắn không những săn bắt trộm mà còn làm lái buôn trung gian, tìm nhóm khác thu mua. Mỗi lần tìm được da trong tay hắn, gần như đã bắt được tất cả linh dương bị giết trộm ở khu không người. Tiết Phi bật máy ghi âm, lại hỏi. Một tấm da bao nhiêu tiền? Mấy ngàn thay đổi, khổ và chất lượng của tấm da. Tấm cực kỳ tốt, có thể bán hơn 10.000, cáo đen bán lại có thể bán đắt hơn. Trình ca nghe rồi quay đầu lại, hỏi. Sao chàng trai bắt được lần trước nói mấy trăm, mấy ngàn? Cái cậu ta nói là tiền lãi cậu ta cầm trong tay. Mỗi một tầng người trung gian trừ tiền, mỗi người trong nhóm đều phải chia tiền, còn có các loại chi phí như súng này, xe này, xăng này. Trình ca khẽ gật đầu, tiếp tục ngắm ngoài cửa sổ. Tiết Phi nói, tôi từng tìm qua, vì ý kiến bảo vệ môi trường cao, ngành công nghiệp thời trang phương Tây đã bỏ khăn choàng linh dương Tây Tạng, Satus cũng chuyển sang dùng lông cừu khác. Đạt Ngọa thở dài một hơi. Chợ đen tiếp tục bất chấp ngăn cấm mà. Lệnh cấm đối với ngà voi và sừng tê giác trên quốc tế nghiêm ngặt hơn linh dương Tây Tạng. Sản phẩm thay thế ngà voi nhiều hơn. Anh thấy bây giờ săn trộm ngà voi có dừng không? Tiết Phi nhíu mày. Cũng phải, ở chợ đen ngược lại càng bán càng đắt. Nhưng Đạt Ngọa vẫn tràn đầy hy vọng. Bây giờ trạm bảo vệ, đội tuần tra chính phủ, nhân dân đều có. Số linh dương Tây Tạng bị giết là số ít, số lượng bầy căn bản có thể ổn định. Tiết Phi nói, vì đa số đều được các cô cứu rồi, chính là vì các cô luôn luôn không lơ là, bầy linh dương mới có thể ổn định. Đạt Ngọa giây phút trước còn nói chuyện thẳng thắn, ngược lại hơi xấu hổ. Cũng không như vậy, đều nên làm, công việc chức vụ của mình mà. Trình ca chuyển ánh mắt sang nhìn Đạt Ngọa, cảm thấy trong nháy mắt này cô ấy cười thật đẹp. Cô khoát tay ra ngoài cửa sổ, gió bắt thổi lạnh, dội dàng thu lại. Lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc xe lái thẳng tới, không tăng tốc cũng không giảm tốc. Xe của Bành Dã ở đằng trước dừng lại, xe của Hồ Dư phía sau cũng dừng theo. Nhóm Bành Dã xuống xe dãy chiếc xe kia, ý bảo dừng lại. Trình ca xuống xe theo, phát hiện bên ngoài rất lạnh. Xe kia ngày càng gần, từ từ giảm tốc độ. Ba người đàn ông giảm dở ngồi trong xe, tài xế hứng gió lạnh quay cửa sổ xe xuống, nụ cười chất phát. Người anh em, có phải gặp chuyện gì cần giúp một tay không? 16 cười cười. Chúng tôi là người của đội tuần tra, xem xe mấy anh một chút.
Anh ta và Ni Mã đi một vòng quanh xe, nhìn bên trong, kiểm tra có khác thường hay không. Người có đội tuần tra nào thế? Trạm bảo vệ Nam Kiệt. Đã mùa này rồi mà vẫn còn người săn trộm hả? Người đàn ông giảm dở nói. Mấy anh làm nghề này vất vả thật. Bành Giá liếc nhìn thùng xăng trên nóc xe, người đàn ông giảm dở thấy cũng không để ý. Cái này rất thường gặp ở bản địa, rất nhiều người đi đến khu công nghiệp khó đổ xăng hoặc không thích đổ xăng đắt, đều mang theo xăng lên đường. Bành Giá hỏi, đi đến đâu? Người đàn ông giảm dở trả lời, phía A Nhĩ Kim. 16 giờ Ni Mã kiểm tra một vòng, hai người khác trên xe cũng rất phối hợp, mở cửa xe để họ xem dưới gầm ghế. 16 đi đến bên Bành Giả, thấp giọng nói, bình thường. Bành Giả nói, đi đi. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhíu mày nghe gì đó, chỉ có tiếng gió. Vất vả rồi, người đàn ông giảm dở nói, đoạn khởi động xe. Xe di chuyển chỉ được nửa mét, Bành Giả đột nhiên xoay người xông tới, nhảy lên rất cao, nắm lấy tay vịn trên nóc xe. Trong nháy mắt lộn người lên nóc xe, một tay đập vào thùng xăng. Một tiếng xoảng nổ tung trong gió. Trong nháy mắt, mọi người nghe ra sự khác thường. Thùng xăng là thùng rỗng, bên trong còn chứa đồ bằng sắt. Hồ Dương và Đào Tử phản ứng cực nhanh, trong giây lát chặn đường xe chạy. Người đàn ông giảm dở liền định tăng tốc. Đạt Ngọa bay nhào lên mở cửa xe. Ni Mã tóm lấy người đàn ông giảm dở kéo hắn xuống xe. Thạch Đầu và 16 đi lên đẩy hai người còn lại xuống. Các đội viên phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Tiết Phi ở một bên dương mắt nhìn, ngược lại Trình Ca bình tĩnh hút thuốc. Quen rồi. Gió lạnh quét sạch, Bành Giả đứng trên nóc xe, đá thùng xăng một cái, phát hiện một cái van ở đáy thùng, dùng dây kẽm buộc. Anh la xuống dưới một tiếng. Kền. 16 ném cho anh đón lấy, dỡ mấy cái thùng sơn ra, lục được ba cây súng trường cộng thêm một đống đạn bên trong. Bành Giả ném đồ từ trên nóc xe xuống hỏi. Xăng. Vẻ mặt người đàn ông giảm dở cầm đầu đầy đau khổ. Đây là lần đầu tiên của chúng tôi. Thực sự là lần đầu tiên. Một con linh dương cũng chưa bắn mà. Một người bên cạnh vội vàng nói tiếp. Đúng đó, đúng đó. Nhị cậu tử thôn bên cạnh không làm nữa nên bán súng cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn vác lại chút tiền vốn. Đâu có nghĩ vừa xuất phát đã đụng phải mấy anh. Một con linh dương chúng tôi cũng chưa bắn. Người đàn ông giảm dở nói. Chưa bắn. Mấy anh tước súng rồi thì thả bọn tôi về nha. Bọn tôi nhất định tự kiểm điểm, không làm nữa. Bành Giả nói, cất giấu súng ống là phạm tội. Người đàn ông giảm dở vừa nghe, nôn nóng. Đâu có bắn linh dương, mua khẩu súng sao phạm tội rồi. Chúng tôi không biết mà, không biết sao có thể tính chứ. Bành Giả để Ni Mã trói tay chân họ lại. Người đàn ông giảm dở gấp muốn chết. Lấy công chuộc tội được không? Lấy công chuộc tội. Thạch Đầu nói, nếu tin tức có ích, về rồi chúng tôi báo cáo với cấp trên, xem có thể giảm chút không? Người đàn ông giảm dở dội dàng nói. Có nhóm săn trộm sắp đi tới bên kia Dương Hồ. Nói là ngày mai lên đường, chiều mai là tới. Đã chuẩn bị rất nhiều đạn muốn giết Linh Dương đó, bây giờ mấy anh đi vẫn đuổi kịp. Một người khác bổ sung. Đúng đó, đúng đó, họ có kinh nghiệm hơn bọn tôi. Nhưng nhỏ mọn, thấy bọn tôi muốn đi theo, tìm Linh Dương, liền đuổi bọn tôi đi. Người đàn ông giảm dở nói. Họ có kinh nghiệm, họ mới cần phải bắt. Có một người tay bị tàn phế, tôi nghe người khác gọi anh ta là anh Giảng. Trình Ca bỗng quay đầu nhìn sang, trong vẻ mặt có một chút lo sợ nghi hoặc. Cô nhớ tới từng nghe Đạt Ngọa nói, anh Giảng được Cáo Đen gọi gia nhập dưới trướng lần nữa. Có anh Giảng thì đồng nghĩa có Cáo Đen. Bành Giả nhìn họ chăm chăm, thấy mấy người này không nói dối, anh lặp lại một lần. Dương Hồ. Phải, Dương Hồ. Bành Giả liếc nhìn Hồ Dương đi sang một bên với anh ta. Hồ Dương thấp giọng nói. Không giống bị chuyện. Bành Giả gật đầu. Thạch Đầu, 16 giờ Đào Tử cũng tụ tập sang. Thạch Đầu nói. Thế nào? Bành Giả nói. Chúng ta đi đường chúng ta. Nói sao? Bành Giả khưa Tăng Ương trói ba người đó lại, dẫn theo lên đường. Đến sập tối lúc cắm trại, Trình Ca phát hiện di động lại có tín hiệu lần nữa. Hỏi Đạt Ngọa, Đạt Mã cười.
Ở lâu trong khu không người, chỗ nào có tín hiệu, chỗ nào không có, chúng tôi đều rõ đó. Nói như vậy, các cô đặc biệt đi dọc theo chỗ có tín hiệu. Đạt Ngoại giải thích. Ừ, người chỉ điểm bên phía đội trưởng Trịnh nói, phía mua thu gom hàng đã liên lạc với cáo đen, đoán chừng gặp nhau giao dịch. Nếu có tin tức, thì sẽ thông báo cho chúng tôi tham gia hành động. Các cô cũng tham gia sao? Đạt Ngoại cười, trả lời Tiết Phi. Trong đội chúng tôi có nhiều tay súng thiện xạ. Trình Ca nghĩ, nói cách khác là Bành Giả và Tang Ương chắc chắn sẽ đi. Mọi người bắt đầu dựng lều, ngay cả Tiết Phi cũng đang giúp đỡ một cách nhanh nhẹn. Cô đứng hút thuốc ở một bên, hờ hững nhìn họ, nhìn Bành Giả. Nét mặt yên lặng, trong đầu nghĩ cảnh bắn nhau nguy hiểm trong phim. Bành Giả rất nhanh nhận ra được ánh mắt của cô. Anh nhìn cô vài giây, dời tầm mắt, nói gì đó với Hồ Dương bên cạnh, rồi để mọi người dựng lều lại, đi sang phía Trình Ca. Đi dùng phụ cận một chút. Trình Ca quay người đi, anh đuổi kịp, đi ra không xa, tay khoác lên vai cô, ôm cô vào bên mình. Hai người cùng đi về phía sa mạc, cô hút thuốc, anh cũng không nói chuyện. Không biết qua bao lâu, đến một khu rừng Hồ Dương vàng rực, một vùng vàng óng dưới bầu trời xanh. Sa mạc mênh mông vô bờ. Bành Giả cúi đầu nhìn cô hỏi, mệt sao? Trình Ca hút một hơi thuốc cuối cùng xong, quay đầu nhìn anh nhón chân lên. Anh liền cúi đầu xuống hôn cô. Cô phả khói vào trong miệng anh, dùng sức hung hăng cắn anh một cái, không biết là phát tiết hay là trả thù. Ánh sáng chiều tà dưới đất trời sắc màu sặc sỡ. Cô buông cái ôm của anh ra, lấy máy ảnh đưa cho anh. Đến trước mặt Bành Giả, kéo buộc tóc trên tóc xuống. Mái tóc màu nâu vàng nhạt xõa ra trong gió, giống như rong biển. Cô đối mặt với anh, dang hai cánh tay, nhắm mắt lại hóng gió, bỗng nhiên ngã về phía sau. Bành Giả cười, nhưng không cản, nhìn cô thoáng cái ngã vào trong đống cát vàng ống. Một lúc lâu cô mở mắt. Buổi tối có thể ngủ ở đây? Không được. Vậy chờ đến khi thấy sao hẳn về? Có thể. Trình Ca ngồi dậy trên mặt cát, nhìn máy ảnh, bắt đầu cởi áo khoác. Bên trong là một chiếc áo len màu đen hơi mỏng, cô nói. Chụp một tấm cho em. Không phải em ghét kỹ thuật của người khác quá kém sao? Đúng vậy, nhưng trong mắt anh cũng sẽ không có người phụ nữ nào đẹp hơn em. Bành Giả cười thành tiếng, anh ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên. Bầu trời xanh, nắng chiều, áng mây đỏ, rừng Hồ Dương, sa mạc, Trình Ca. Cô hơi nghiêng người, cầm chống dài, sợi tóc lay động, gió nổi mây dần. Tách một tiếng. Lại một lần nữa, cô khiến anh nhớ kỹ cô khi đẹp nhất, dùng cách rất là Trình Ca. Cô bỗng nhiên nói, em biết anh động lòng với em lúc nào rồi. Không phải. Anh đứng lên kéo cô đứng dậy. Hơi thở hai người giao nhau gần trong gang tấc. Ngày mai là ngày gì? Bành Giả nói, tuyết rơi. Gió vẫn đang thổi. Trình Ca nhìn anh, cởi giày dưới chân, đạp vớ. Anh nhìn cô làm theo. Anh ôm cô, chân trần dẫm sa mạc, khiêu vũ trong gió chiều. Có lẽ có khoảnh khắc họ đều đang nghĩ, chỉ mong ngày mai đừng đến. Di động của Bành Giả reo, mang hai người về hiện thực. Lúc anh lấy di động ra, Trình Ca nhìn một cái là Tần Hòe. Thì ra A Hòe họ Tần. Hello. Anh Giả, khoảng 4 giờ chiều mai cáo đen sẽ đi tới Dương Hồ. Tin tức có đáng tin không? Đáng tin, em nhờ một người bạn tìm người chị em kia dụ ra, nói vòng vo, không hỏi trực tiếp. Ừ. Nghe nói không phải đi săn, hình như là người chị em kia nghe được cáo đen gọi điện thoại. Nói mấy ngày nay tính tình cáo đen rất hung dữ, nhưng lúc nói chuyện với người đàn ông kia giọng rất vui, bàn bạc chuyện mua bán. Cáo đen rất cảnh giác, cô ấy có thể cũng không nghe rõ. Tin tức này rất quan trọng, cảm ơn em. A Hòa nói xong, thấp giọng xuống. Anh Giả, anh phải chú ý mạng của mình thật tốt. Anh biết. Anh cúp điện thoại, quay đầu nhìn. Trình Ca đã mặc áo khoác xong, đeo máy ảnh vào. Đi về. Đi về thôi. Bành Giả cười. Không chờ ngắm sao? Không ngắm nữa.
Trình Ca liếc nhìn mặt trời lặn xuống sa mạc, trời sắp tối, anh và cô rời nhóm sẽ nguy hiểm. Trở lại chỗ cắm trại, Bành Giả nói với Hồ Dương. Phía A Hòa có tin tức rồi. Nhanh vậy sao? Ừ, 4 giờ chiều mai cáo đèn đến Dương Hồ. Hồ Dương gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc hỏi. Làm thế nào? Bành Giả nheo mắt lại. Tối nay, người chỉ điểm bên phía Lão Trịnh cũng sẽ có tin tức. Quả nhiên, hơn 10 giờ tối, Lão Trịnh gọi điện thoại tới cho Bành Giả, nói phía người chỉ điểm truyền tin tức 4 giờ chiều mai, cáo đen sẽ giao nhận hàng với người mua đến từ Ấn Độ. Lão Trịnh nói, lúc hành động không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Bây giờ trong người còn sống, thì chú quen thuộc với cáo đen nhất. Tiếp xúc lâu nhất, chú phải tới cùng, dẫn tay súng thiện xã nhỏ trong đội chú theo. Bành Giả nói, yên tâm, đúng rồi, theo như lần trước, nói người cần đó đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Đến đêm, lúc mọi người chuẩn bị ngủ, Bành Giả giãy tay với Trình Ca, thấp giọng nói, em đến lều anh ngủ. Tang Ương thì sao? Chàng chung với Thạch Đầu và 16. Trình Ca nhìn anh một cái. Anh càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Anh cũng liếc cô. Có mặt mũi nói anh. Trong túi ngủ của Bành Giả vẫn đầy mùi của Bành Giả. Đêm nay hai người ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng có vuốt ve, hôn, nhưng lần đầu tiên không làm tình. Trình Ca nghe được nội dung trong điện thoại của A Hòa, biết ngày mai anh sẽ có hành động, cô cũng không trêu chọc anh. Hai người bọc trong một cái túi ngủ, nói chuyện ngắt quãng. Ngày mai sẽ hành động sao? Ừ. Tiết Phi có thể muốn đi theo, anh ta là phóng viên, phải theo sát tiền tuyến. Ừ, nhưng em không thể đi. Cô không lên tiếng. Anh ôm chặt eo cô, nói bên tai cô. Anh sẽ phân tâm. Được. Thực ra cô biết anh có chuẩn bị, nhưng cũng biết mọi chuyện có lỡ như. Cô trước sau như một không tin số phận đối xử dịu dàng với cô, giờ phút này lại mong chờ lòng thương xót đó một cách trước nay chưa từng có. Một lát sau, cô lại hỏi, cần em làm gì không? Cái gì cũng không cần làm, chờ anh quay lại là được. Được. Trong chốc lát, Trình Ca lờ mờ thiếp đi. Anh nói tuyết sẽ rơi. Quả nhiên, ban đêm gió lớn nổi lên, dải bạc trên lều thổi phần phật. Trình Ca lại ngủ rất yên ổn. Trong mơ, tiếng gió thấp thoáng quá thành bối cảnh. Cô chỉ nghe thấy nhịp tim và tiếng hít thở của anh. Cô mơ hồ nghĩ, chỉ mong ngày mai trời yên biển lặng. Chỉ mong ngày mai còn có ngày mai. Sáng sớm hôm sau thức dậy, đi ra khỏi lều, không khí lạnh hất vào mặt. Trên thảo nguyên đã phủ một lớp băng mỏng. Người bên phía Lão Trịnh đã bố trí xong, chỉ chờ cáo đen cắn câu lọt lưới, họ phải đi tụ họp cùng Lão Trịnh. Không thể dẫn Trình Ca theo, ngoài ra ba người bắt được hôm qua cũng không thể dẫn theo. Thạch Đầu nói, vậy ai đưa ba người này về? Một mình Trình Ca chắc chắn không được đâu. Đào Tử chạy tới, vừa dặn nghe thấy họ thảo luận, lập tức nói, dù thế nào em cũng không đi. Bành Giả nói, Đạt Ngọa, 16 không có ý kiến chứ? 16 không đồng ý. Em không đi. Ai cũng không chịu đi. Đạt Ngọa nói, vậy em và Trình Ca đi, thêm một người ở lại đây, thêm một phần sức mạnh. Thạch Đầu nói, hai cô gái các em phải cẩn thận. Đạt Ngọa nói, anh Thạch Đầu, anh cứ quên em xuất thân là lính đó. Vậy còn Tiết Phi? Tôi phải đi theo các anh. Tiết Phi chống gậy tiến lên. Phóng viên không thể bỏ tuyến đầu. Nhanh chóng bàn bạc xong, chuẩn bị xuất phát. Bành Giả quay đầu liếc nhìn Trình Ca. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô thấy ánh mắt anh chưa bao giờ bình tĩnh chắc chắn như giờ phút này. Trong lòng cô đã có linh cảm là lúc chia tay. Tay kẹp thuốc rung lên, cuối cùng dừng lại. Bình tĩnh nhìn anh đi tới phía cô, chờ anh tuyên bố một lời chia tay không thể tránh khỏi, trọng đại tạm thời. Bành Giả đi tới bên Trình Ca, nhìn ni mã trói chặt ba người kia lần nữa nói,
Trừng Ca, em và Đạt Ngọa lái xe của họ đưa người về. Cô hút thuốc trong gió lạnh, sắc mặt có vẻ hơi trắng. Họ đứng bên cạnh một khu rừng hồ dương lớn màu vàng, lá cây vàng rực chói mắt giống như vàng. Gió nổi lên, Bành Giả nhìn bầu trời màu xám nói: tuyết sắp rơi rồi, đeo găng tay vào. Trình Ca cũng không đáp, anh nắm cổ tay cô kéo sang một bên thấp giọng: sao không nói chuyện, không phải tối qua đã nói xong rồi sao? Được. Cô tuân thủ mệnh lệnh giống như ở thôn Mộc Tử, nhưng lúc này không giống như trước kia, cô lại không nhìn ra chỗ nào. Cô mím mím đôi môi khô, trái tim lơ lửng bất định, giọng giống như cắm rễ, nói: em chờ anh phải trở về. Cô nói xong liền đi. Bành Giả nắm lấy cánh tay cô kéo lại: Trình Ca, đừng nói lời tạm biệt Bành Giả. Cô ngắt ngang, nặng và tỉnh lặp lại: Bành Giả, đừng nói lời tạm biệt. Lòng anh chua xót. Anh nắm được cổ tay mảnh khảnh đang rung lên của cô, trái tim mềm đến nát bét. Người lại khẽ cười, giọng khẽ dỗ: em ấy không nói lời tạm biệt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô, tỉ mỉ nhìn cô: Trình Ca, em không có lòng tin với anh. Cô ngẩng đầu, mắt anh rất đen, bình tĩnh, vững vàng, cho người khác sức mạnh vô tận. Cô lắc đầu: không phải, nhưng cũng sẽ lo lắng. Phải, ai cũng không thể bảo đảm có thể có lỡ như hay không. Cổ họng Bành Giả siết chặt, cảm nhận tất cả. Trình Ca, Trình Ca, em đây. Trình Ca, anh nói đi. Trình Ca, nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh. Cô nhìn anh chằm chằm, hốc mắt ửng đỏ. Cô hiểu rồi. Cuối cùng cô kìm nén xuống, mặc cho gió lạnh làm tan sương trong mắt. Cô nhớ tới việc phủi tàn thuốc trong tay, ngẩng đầu lên, người lại thản nhiên nói: nếu anh không quay lại thì em sẽ ngủ với người đàn ông khác, sinh con cho người đàn ông khác. Rồi cô nói: sinh ba. Bành Giả liền cười, giơ tay lên vuốt tóc cô, sờ vuốt, nụ cười hơi không duy trì được: hãy chờ anh. Mỗi người một ngã, không biết con đường phía trước, long đong quả phúc, hãy tự bảo trọng. Bành Giả không nói thêm nữa, dỗ dỗ nhẹ vào vai cô, xoay người rời đi. Bành Giả, anh quay đầu lại. Gió thổi sợi tóc cô đang bay, cô bình tĩnh lạ thường, nghiêm túc, đang nói một lời hứa hẹn. Nếu như anh đi, em cũng sẽ đi. Trong lòng anh lạnh buốt, một hồi nóng bỏng. Trình Ca. Nhưng trong chốc lát cô lại cong môi. Có lẽ cũng sẽ không. Chuyện tương lai, ai biết được chứ? Sự khiêu khích và khinh thường nhàn nhạt, giống như lần đầu gặp gỡ. Bành Giả nở nụ cười. Anh cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng cô. Ánh mắt tựa như muốn giam cô vào linh hồn mình. Trình Ca, cô gái giỏi. Em cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Cô đáp lại cười một tiếng. Được, anh yên tâm. Bành Giả nhìn cô, bỗng nhiên có trong nháy mắt muốn hôn cô, nhưng không có. Sau này sẽ có cơ hội. Anh cười, cũng không quay đầu lại, rời khỏi. Cô đứng trong gió một giây, xoay người một cách bình tĩnh và dứt khoát. Lên xe nói với Đạt Ngọa: cô coi chừng ba người họ, tôi lái xe. Cô thắt chặt dây an toàn, từ kính chiếu hậu thấy xe Bành Giả đã đi. Cô khởi động xe. Trên cao nguyên mùa thu vàng rực, theo hướng ngược lại, họ kéo ra một đường càng ngày càng xa. Chương 70. Lái xe lên một cánh đồng băng, Đạt Ngọa nhìn chằm chằm ba người ở hàng sau, cách một khoảng thời gian kiểm tra tay chân của họ, không thể để lỏng khiến người giải thoát, cũng không thể buộc chặt quá. Lái xe rất nhanh, Trình Ca hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Thoạt đầu ba người kia liên tục xin Đạt Ngọa thả họ ra. Đạt Ngọa nói đạo lý cho họ. Ba người đó không nghe, không ngừng nói bị quan. Đằng trước Trình Ca bị làm phiền, quát lạnh một câu. Mẹ nó, câm miệng hết! Ba người không ầm ĩ nữa. Qua cánh đồng băng đến sa mạc, Đạt Ngọa hỏi. Trình Ca? Cô không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nói. Sao? Cô có lo lắng cho anh Bảy không? Không lo lắng. Môi cô lại mím chặt. Đạt Ngọa cười cười. Nhưng tôi lo lắng. Không, chắc là có chút khẩn trương. Ân oán nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Trình Ca không lên tiếng. Đạt Ngọa thấy Trình Ca không có một chút ý muốn nói chuyện, nên không nói nữa. Cách một lúc, cô ấy đột nhiên ngồi dậy, chỉ đằng trước. Trình Ca, đến chỗ trưởng thôn ban qua, chúng ta có thể để người ở chỗ ông ấy, quay trở lại trợ giúp cho anh Bảy. Trình Ca khẽ nhíu mày. Tôi đi sẽ tạo thành gánh nặng cho anh ấy. Tôi đi mà. Đạt Ngọa nói. Thêm một người, thêm một phần sức mạnh, cô ở lại chỗ trưởng thôn chờ tin tốt lành của chúng tôi. Trình Ca nhìn hỏi. Hướng 11 giờ. Đúng, đến chỗ đó. Đạt Ngọa chỉ đường. Nhanh lên một chút. Trình Ca dập tắt thuốc, đánh tay lái. Đi tới giữa đường, đột nhiên nổ ầm một tiếng. Trình Ca bình tĩnh nắm chặt tay lái, nhả chân ga. Xe trượt dữ dội, cát vàng bay lượn. Trình Ca nắm chặt không cử động. Xe xoay mấy vòng rốt cuộc dừng lại, cát bụi bay đầy trời. Ba người hàng sau bị da đụng đến mức gào khóc thảm thiết. Đạt Ngọa dính cát đầy người, xoa xoa bả vai. Nổ lớp xe. Ba người nhìn lẫn nhau. Không phải mày nói xe này tốt nhất à? Sao còn nổ lớp? Có phải mày tham tiền không? Tiền nhị cậu tử nói vậy mà. Đạt Ngọa cắt ngang hỏi. Có lớp xe dự phòng không? Ba người đồng nói. Không biết, không biết. Trình Ca đẩy cửa xe ra, xua cát trước mặt đi nói. Ra cốp sau tìm thử. Đạt Ngọa sắp xuống xe, suy nghĩ một chút lại leo ra sau, xác định tay chân ba người không bị lỏng. Trình Ca dòng sang chỗ cô ấy xem. Lớp xe bên này hỏng rồi. Đạt Ngọa nhảy xuống xe, đi ra sau nói. Tìm con đội già lớp. Cô ấy đột ngột dừng bước, quay đầu lại. Cô đừng qua đây. Nhưng đã không còn kịp. Trình Ca lún xuống một cái. Cát lún. Đạt Ngọa đỏ cả mắt, giãy giụa bay nhào tới. Trình Ca đột nhiên bị cô ấy đẩy ra, ngã xuống bên rìa cát lún. Một cái giãy này, Đạt Ngọa lún xuống nhanh hơn. Cát lún chưa qua đùi cô ấy, cát sau lưng Trình Ca đang trượt xuống. Ba người trên xe sốt ruột muốn chết, không xuống giúp được, đành phải la to. Đừng nhúc nhích, các cô đừng nhúc nhích nha. Cho dù không nhúc nhích, Đạt Ngọa cũng đang chìm xuống. Sắc mặt cô ấy trắng bệch, môi run rẩy. Trình Ca, cô đừng nhúc nhích, đừng giãy, tay và chân dang ra, nằm thẳng, cởi đồ ra, nhào lên mặt cát. Cát dưới lưng đang chảy, Trình Ca làm theo chỉ thị của cô ấy. Cát vàng lún xuống, nuốt đùi Đạt Ngọa. Ba người đàn ông giảm dở gần cổ kêu cứu mạng. Giữa sa mạc chỉ có tiếng gió gào thét đang đáp lại. Phần eo Đạt Ngọa bị chìm ngập. Trình Ca, cô chuyển lời cho bố mẹ tôi, nói con xin lỗi, đứa con gái này của họ uổng công nuôi rồi. Trình Ca giương tay túm lấy cổ áo cô ấy. Đạt Ngọa đỏ cả hốc mắt. Trình Ca, hai chúng ta phải có một người sống. Anh Bảy đang chờ cô không được. Tốc độ lún xuống chậm lại, nhưng không dừng. Trình Ca cũng bắt đầu chìm xuống, tóc cuốn vào cùng cát, nhẹ nhẹ tê tê lôi kéo da đầu cô. Sự khủng bố im ắng giữa ban ngày bao phủ tất cả mọi người. Ba người trên xe sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Cô gái à, buông tay đi, nếu không hai người sẽ chết cả đó. Rơi vào thì coi như không còn đường sống đâu. Trình Ca không buông, gáy cô chìm xuống. Cát chưa đến ngực Đạt Ngọa, nước mắt cô ấy tràn ra. Trình Ca, tôi xin cô buông tay đi. Tôi không sao, chết ở Khả Khả Tây Lý. Tôi không sao đâu, tôi chỉ tiếc nuối là người làm lính. Lại
không chết trên chiến trường. Bầu trời trắng xám chói mắt, mắt Trình Ca buốt lạnh, bông tuyết rơi vào hóa thành nước. Trên sa mạc tuyết bắt đầu bay, ba chiếc xe diệt giả màu xanh lá nhanh chóng lao đi. Hà Tranh nắm chặt tay lái, bỗng nhiên người anh em trên ghế phụ nhíu đầu mày một cái. Anh Tư, anh Tư, anh nghe thử, có tiếng nói. Gió ào một cái, rõ ràng hơn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tuyết càng rơi càng nhiều. Đi ra ngoài không bao lâu, xe của Bành Giả lái đến một thung lũng, bị nổ lớp. Anh dừng xe lại đổ lớp, thời gian sửa xe, Thạch Đầu nói. Chạy tới Dương Hồ sao? Bành Giả nói, đúng. Nói là chỗ cáo đen và bên mua giao nhận ở nhị đạo qua phía nam Dương Hồ. Phải. Thạch Đầu lo lắng. Lúc này bên Dương Hồ có bảy linh dương di trú, không biết có thể đụng phải rồi giết linh dương không? Bành Giả không đáp, sửa xe giữa chừng. Trong gió tuyết có chiếc xe lái tới, là mấy dân du mục dùng phụ cận. Hỏi có cần phụ một tay hay không? Bành Giả nói không cần, nhưng các dân du mục đều quý mến cảnh sát vũ trang và đội viên trạm bảo vệ của khu không người, vì vậy xuống xe trò chuyện với các đội viên một lúc, cho đến khi sửa xe xong rồi lên đường lần nữa mới tách ra. Nhưng chờ xe của họ lái đi rất lâu, trong tung lũng ban đầu xuất hiện ba chiếc xe ship, giữ khoảng cách vô cùng an toàn và cẩn thận, đi theo vết bánh xe của xe diệt giả, đi về hướng Tây. Lúc gần đến 3 giờ rưỡi chiều, hai chiếc xe của đội 3 trạm bảo vệ chạy đến phía đông Dương Hồ. Trên mặt hồ màu xanh nước gần dập dờn, bông tuyết như muối đứt rơi xuống từ trên bầu trời xám. Giảm tốc độ xe, gần Dương Hồ không có bóng người, cũng không có linh dương Tây Tạng. Đến một khe núi khuất gió không có tuyết động gì, mọi người xuống xe, phát hiện dấu chân lộn xộn của linh dương Tây Tạng và vết bánh xe. Lái xe tiếp về phía trước, có mấy con linh dương rời đàn lê bước trong tuyết, thấy xe liền chạy trốn. Họ dừng xe ở chỗ cách nhị đạo oa một cây số, 16 giờ Thạch Đầu xuống xe, đi bộ tới phía trước thăm dò tình hình, những người khác thì lái xe đến chỗ khuất dấu. 15 phút sau, 16 giờ Thạch Đầu quay lại, tin tức đáng tin, xe của cáo đen đã tới, chúng đang giao dịch với bên mua. Lên xe. Ra lệnh một tiếng, nhanh chóng hành động. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 29 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.